Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều nơi đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đóng cửa các dịch vụ vui chơi, cắt tóc và quán ăn chỉ bán mang về. Tuy nhiên, việc áp dụng bán mang về ở một số quán có phần hơi bá đạo đã khiến cho dân tình nhìn vào không biết nên khóc hay nên cười. Nếu như đi tới các quán ăn, chúng ta sẽ thường bắt gặp những tấm biển với nội dung "Ở đây chỉ bán đồ mang về, xin cảm ơn". Nếu là quán phở, cơm, ăn vặt thì nội dung này có vẻ bình thường. Thế nhưng nếu để nguyên si vào quán bán thịt, quần áo thì quả là khiến dân tình phải buồn cười. Không ít các cửa hàng bán nhà, cắt tóc và cả thịt lợn đều để tấm biển chỉ bán mang về đã khiến cho dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều cư dân mạng đã nhận định rằng chính những sáng kiến có phần ngược đời này của các chủ quán đã khiến cho tâm trạng của mọi người trong mùa dịch cũng bớt căng thẳng và thoải mái nhiều hơn. Vâng, mua nhà mà chỉ bán mang về thì em cũng chịu luôn rồi đó. Cái này thì anh có cho em cũng chẳng mang về được chứ đừng nói là mất tiền nha. Bác bán thịt, bác làm cháu hơi lú rồi đó nha. Rồi còn phải nghĩ, ủa, trước giờ mang thịt có dùng tại chỗ đâu ta? Nhìn mà buồn cười quá, nói chung là cũng giúp cho mùa dịch đỡ căng thẳng hơn một chút. Mọi người chúng ta cùng cố gắng vượt qua đợt dịch này nhé. Một số cư dân mạng bình luận.